giám học viên cũng không biết nói gì hơn, thì tốt nhất là đem lời ca tiếng hát về cho tặng quý vị. Và sau nữa là xin chúc quý vị có một mùa xuân an lành và hạnh phúc. Và bây giờ thì chắc có lẽ là họ có quyền phải tặng cho quý vị khán giả một bài hát nữa được không ạ? Dạ được. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta vào một tràng pháo tay với một tiết mục tiếp theo của Võ Ngọc Quyền. Dạ, mình nghĩ là chương trình thì giám đốc viên xin muốn được đồng với bài tân cụ sáng tác của cố nhạc sĩ nhân dân Diễn Châu được mang tên Tiếng Chày Trên Sóc Bơm Bơ cho chàng pháo tay nhỏ nhỏ đó quý vị. Dạ, em xin cảm ơn.
Quyền ơi, sao mà giọng em nó ngọt ngào quá Quyền ơi. Chính vì thế là anh Thuận yêu cầu là em cũng như là Bùi Trung Đẳng không được về. À, đề nghị các anh bảo vệ chứ chúng ta khóa cổng lại để cho các nghệ sĩ chúng ta không đi về được thưa quý vị. Được không nào? Đó, thêm mình nên vỗ tay chưa? Và quý vị ơi, Quốc Thuận bật mí cho quý vị biết rằng là chút nữa Võ Ngọc Quyền sẽ quay lại đây, sẽ trình diễn một tiết mục rất